nó sang khi vỡ vẩn sang một cái bạn đẹp ơi. Thôi thật tuyệt vời. Cảm ơn anh. Anh nhường em một chiêu. Biết là người ta giả anh em 60 triệu không bán nhưng mà anh để cho em. Rồi em, ok nhá. Rồi ok anh. Ok anh nhá. Nhá. Giờ nước này là tóm lại câu là rất bắt tay với cả cảm ơn người anh. Rồi. Rồi chúc mừng các anh em với bạn. Bắt tay với người hùng là thật sự câu tớ là cũng tớ cũng rất là thích bắt tay với những người mà nổi tiếng nổi tiếng. Có cái tiềm năng này này. Tớ là thích là bạn là những người làm nên cái các cái chương trình là ở cái hệ làm cái lên cái cảnh của miền Bắc hoặc là của đất nước mình là nó phát triển lên. Dạ. Bạn là những người là rất là đầu tàu. Em mà chia sẻ với anh okay. Ngoài cái động viên của anh chị. Đây là tóm lại câu là bán cho nhau hôm nay là bán cho nhau hôm nay nhá, bán cho nhau hôm nay là cái tình cảm mà cái hâm mộ nhá. Dạ, okay, hâm mộ đấy, tình cảm nhá. Rồi. Quý quá, quý quá. Cảm ơn anh Quang Cả, anh Quang Cám, anh nhượng cho bạn. Quốc Anh cái này là gần thành tác phẩm rồi, thật sự đẹp. Trân trọng và cảm ơn anh. Mọi vấn đề là bình thường hết mà, mọi vấn đề là bình thường. Có duyên thì thật sự đẹp, thật sự đẹp. Cái này phải cắt ra nhìn nó mới đã. Đường co nó chạy. Ủa, cái góc này nhìn đẹp lắm, mỗi tội là nó rộng. Nào lấy cây nhập về và con cá uống rượu nhá. Ồ, đẹp thật sự, già lắm. Trời ơi. Hôm nào anh lên nhìn cho. Rồi uống rượu nhá. Tớ gọi một hai anh em ăn rượu. Anh em mình là tình cảm chơi với nhau là cái tình cảm thôi nhá. Có duyên với nhau là mình chơi giao lưu về cây. Đẹp thật sự đẹp. Có những cái này anh em mình thôi là quá quý luôn. Cái chất da voi. Già kinh điển. Đường thân chạy cực dẻo, cây nghệ thuật thực sự. Xin chào cả nhà, nay lại đi về Hưng Yên ngắm cây, đang thăm một cái vườn mà không biết anh chủ này tên là gì. Ở đây chỗ này cũng vẫn là địa phận của thành phố Hưng Yên. Chà chà, vườn đẹp, sạch quá nhỉ, sạch sẽ, nhiều cây đẹp đấy. Vâng. Cây đa, cái xanh cổ đẹp chưa này. Già nhỉ. Đẹp đấy, gai góc. À, thế đang máu đấy. Ai? Ông ấy. Bạn máu hay tôi máu? Được câu chuyện đi. Máu đây này. Cô đẹp quá. Con đề ra. Ừ. Không nghĩ đến này cũng còn có cái để xem bệnh này. Ừ. Tuổi thì khỏi bàn. Ừ. Đẹp lắm nhỉ. Yeah. Tuổi thích. Thế nhờ có cái kiến tạo trong cái chăm nuôi. Ừ. Cũng đang nuôi phôi. Những cái cốt xi cũng rất là hay nhé. Xanh cổ đây. Vâng. Cho bọn em ngắm. Già ơi là già. Bố mẹ ngu dốt mà con nó giỏi thôi cũng phải chúc mừng. Đây chị con bé con là năm nay chưa được học đây này nhưng mà à. Các cái trường ngon từ gần Nam đến biển các con đẹp quá. Ừ. Đông ạ. Lo gì chị? Kệ nó chứ. Bây giờ chị nó chọi nhau nhiều lắm. Bao nhiêu người chọi? Lớn ra trường gần 2 năm nay. Hay nhỉ. Sạch sẽ đấy. Anh quay cho anh những cái đây cây to ở ngoài ấy. Hả? Con sân cây là nhà anh chị sạch sẽ. Sạch sẽ, cũng chất lượng. Anh đi mới qua mấy cây vợ, mấy cây đầy cây.
cả nhà ngắm kỹ nha. Nhiều cây hay phết đấy. Cái sành cổ mới cắt thu làm lại, phải nói nó già thôi rồi, kinh khủng. Ôi, đem lên đẹp tuyệt vời, chất da vàng óng luôn. Lần này Hoàng Đình Tiệp đi tham quan, đi chơi giao lưu. Thời gian thăm các vườn nó không có nhiều, nên là không có thời gian để quay kỹ cho quý vị anh em ngắm các cây trong các vườn. Cây này hay quá này. Chỗ này mấy cái mini rất già. Wow, cây này hay quá này. Già thôi rồi đấy. Đẹp. Bác chủ này chơi cũng khá là kỹ. Đẹp quá. Chào anh chủ. Ui rồi. Anh chủ chơi đẹp quá, chơi kỹ quá. Đang ngắm mê mẩn đây. Đi lại để cho em mấy cây rẻ rẻ nhá. Anh em ăn cơm chưa? Wow, cây này hay lắm. Wow, đẹp quá. Những cốt rất là tiềm năng. Cái này wow, đường thân chạy tuyệt đẹp mà rất dài. Đang nuôi dậm. Wow, cái này chất da voi rất quý. Hay là lên nhà ông ngoại thôi thì bây giờ thì. Làm sao anh em nhà anh em quay cảm xúc nó sướng được cần.
ớ thì sống như cái nội tâm và quan trọng tình cảm quan trọng thôi, để anh em mình là cái việc là tôi phải giao lưu kênh này tớ chơi cái này là tớ là khỏe đó là phải biết là trước cuộc chơi tôi bóng đá rồi là lòng như cả các anh biết nhưng mà chơi rồi sống lại tôi là những cái gì mình yêu tớ chuyên xe mà. Wow, cái cốt này gấu chưa này. Rất là gấu. Phần chạy đẹp chưa này cả nhà. Wow, rất già nha. Đẹp. Cột rất tiềm năng. Rất tương lai. Một cây răng nàng trên đá. Đây, có một cái thân rất dị này. Rất ấn tượng của bệ. Tôi bảo Lam ấy, tôi bảo nhá. Cô ảnh Lam, tôi bảo Lam, tôi tính tôi đó là tay thật mà tặng tôi tuổi bằng phúc mà. Tôi tuổi bằng nhưng mà anh cứ động viên quan tâm. Tôi bảo Lam này, không có lịch thiệp thì không có Lam đâu. Không có lịch thiệp là không có Lam. Không có lịch thiệp là không có Lam. Nói rõ câu không có Lam là không có lịch thiệp. Những giờ lúc này nhá. Anh cứ động viên các em nó tưởng thật quá rồi nhảy xuống ao chết đi. Mấy lần em định nhảy xuống ao vì mấy cái câu như của anh rồi. Vâng ạ, vâng ạ. Tình cảm là mình phải nói thế, có cái việc tiền bạc không nào giỏi đâu, kiếm quả. Không phải nói cực các bạn rất trân trọng những tình cảm mà của anh chị chia sẻ, nói về, về cá nhân mình và những người bạn anh em mình thôi. Cái đó là những cảm xúc cần phải cố gắng. Nó cũng là những cái động lực của mình. Nói ông anh thông cảm là cũng phải tính định chứ, cũng được vui chứ. Nhưng mà câu nói cũng phải định đâu. Vâng, thật thật, nhưng mà đây là những cảm xúc mà anh chị quý trọng các em. Này quá vui. Về được các anh động viên mấy câu. Wow, đây có một cây nhìn là bảy thân rất hay. Chưa được khai thác. Còn khá là hoang. Con đẹp luôn. Tôi bảo nhá. Anh hay quá, hay quá. Rồi, vui quá. Mày về được anh chủ này, anh này. Wow, thêm một cái cây xanh cực dị. Rất là đẹp luôn đấy. Cây này cũng chưa được làm triệt để bộ bệ và đường thân cũng rất là đẹp, nhưng mà có vẻ như hơi nhiều rễ. Giàng Lan đẹp quá nhỉ. Giàng Lan đang đứng tầm hoa đẹp. Đúng tầm hoa đẹp. Quý tính đại danh của anh là gì? Tớ là Quang Cám nhá.
Anh Quang Cám à? Nguyễn Văn Quang. À, đấy, đại lý Cám luôn hả anh? Đại Cám thì chúng có gọi là cây cảnh. Tổng hợp. Ờ, giống anh giờ em là cây cảnh, cảnh. Gọi tới là Quang Cám. À, đấy à? Anh cũng có cả tổng hợp mà. Cả cám, cả gạo, cả không có tổng hợp luôn rồi. À. Ăn đấy. Mấy anh em mình nước tôi cảm ơn anh chị cho thằng bạn em nó ăn rồi nãy kêu đói. Thật lòng. Của lạ. Hôm nay nhớ thật lòng câu là cái lịch trình hôm nay thằng Điệp ấy thì nó lại điện cho tớ từ sáng nó bảo hôm nay là ngắm dạng lan. Tớ là tớ rất là đẹp. Bảo hôm nay là tớ có việc nên nó bảo hôm nay chưa anh về. Thế mình cũng không biết là anh em là như thế nào thì cũng nghĩ là có mọi thế không thôi. Nghĩ là chỉ nghĩ là một cái hôm nay là nếu mới có cái lịch vào. Quá là đẹp luôn. Hôm nay là anh tổ chức cái gì nhà anh đi vui vẻ. Đúng là sức hút của Lan nó cũng đặc biệt đấy. Bây giờ nó mời vợ tới nhá, đồ anh rất là nhiều. Năm phút là xong. Các chú mà các chú. Nhưng mà còn cuộc đời cuộc sống thì các bạn câu này này anh em mình các em này. Hy vọng là cuộc sống thì anh em mình. Tất nhiên là có cái sự động viên của các anh các chị là bọn em thế là vui rồi. Không còn được cái việc không quan trọng là rất là. Wow, hôm nay đến anh Quang. Là anh Quang Cám. Thật là tuyệt vời. Những lời động viên rất là chân tình, mộc mạc, động viên chúng tôi, những người làm chương trình, những người làm về phong trào. Sự đi đâu để cùng mọi người ưu ái tiếp đón nồng hậu, điều rất hạnh phúc và may mắn. Cảm ơn tất cả mọi người thời gian vừa qua luôn ủng hộ chúng tôi. Và cũng không để mọi người thất vọng, chúng tôi vẫn tiếp tục, sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa để góp phần nhỏ bé của mình tạo dựng, phát triển nền sinh vật cảnh của Việt Nam. Vườn Anh Quang Cám mời cả nhà đến đây giao lưu. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo video mới. Goodbye.